Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay chúng mình sẽ tóm tắt nhanh hai tập phim Tuyệt Thế Đường Môn tập 64 và 65. Cuối video trước, Hoắc Vô Hạo đã nhận lời khiêu chiến của Long Hoàng Đấu La cấp 99. Mới vào sân, Hoắc Vô Hạo đã trực tiếp ngưng tụ quyền ý, tích lực chuẩn bị dồn toàn lực cho một cú đấm quyết định. Sức mạnh bạo phát ra ngoài thành một trận gió lốc. Quyền ý ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ trên bầu trời rồi hướng thẳng xuống đầu Long Hoàng Đấu La. Nếu là một đối thủ cùng cấp thì một quyền này đã phân thắng bại rồi. Nhưng mà kẻ hôm nay cậu phải đối mặt lại là cường giả mạnh nhất trên đấu la đại lục này. Nắm đấm bị ngăn cản hoàn toàn. Chiêu thứ hai là một trưởng kết hợp với tuyết nữ. Sức mạnh rất đáng gờm, đã mạnh hơn nắm đấm khổng lồ nhưng vẫn không phá được hàng phòng ngự của Long Hoàng Đấu La. Chắc chắn rồi, mô típ luôn là như vậy. Còn một chiều cuối cùng nữa, Hoắc Vô Hạo và tuyết nữ dung hợp với nhau, sử dụng ra hồn kỹ của tuyết nữ là đế kiếm. Đây chính là chiêu đã đánh bại Thái Thản Cự Viên. Thanh kiếm khổng lồ sắc bén xuất hiện phía sau lưng Hoắc Vô Hạo. Cậu điều khiển thanh kiếm chém về phía Long Hoàng Đấu La. Uy lực thanh kiếm khủng khiếp vô cùng, chém nát ngọn núi nhỏ như đang chém vào bùn. Hàng phòng ngự của Long Hoàng Đấu La bị phá, ông ta buộc phải dùng tay ngăn cản. Hoắc Vô Hạo gồng mình gia tăng sức mạnh. Ngày trước Thái Thản Cự Viên đã sử dụng khí hồn chân thân, còn bị thanh kiếm cắt một vết lên mặt. Bây giờ Long Hoàng Đấu La cấp 99 bị đẩy lui về sau liên tục. Trước khi bị hất bay ra khỏi đỉnh ngọn núi, ông ta buộc phải sử dụng sa hồn kỹ mới phá hủy được thanh kiếm. Ngược lại thì Hoắc Vô Hạo cũng bị thương hộc máu nhưng không đáng kể. Với kết quả trận so tài, Long Hoàng Đấu La chấp nhận rời đi không can thiệp vào việc truy sát Hoắc Vô Hạo nữa. Ngay sau khi mọi việc được giải quyết thì viện quân cũng tới, người đến là Huyền Lão. Phe địch chỉ có một mình Trương Bằng, lão ta rất không can tâm, nhưng một mình lại không cách nào đấu lại được ba phong hào đấu la của Sử Lai Khắc, cho nên phải mang theo thất bại quay trở về. Huyền Lão cũng đưa theo mọi người trở lại học viện. Huyền Lão vừa bay vừa giải thích sự cố giữa Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao và Huyền Lão. Hai người họ đều nổi danh từ khi còn nhỏ tuổi, hơn 200 năm trước kết giao với nhau. Một người sở hữu vũ hồn Quang Minh Thánh Long, một người sở hữu vũ hồn Hắc Ám Thánh Long. Trong cuộc thi đấu hồn sư học viện cao cấp toàn đại lục, hai người họ đã kết hợp với nhau tạo nên danh hiệu Hắc Bạch Song Thánh Long. Người duy nhất có thể tranh phong với họ là một nữ nhân tên Diệp Tịch Thủy. Sau đại hội, ba người họ đã trở thành bạn thân với nhau và từ đó mối quan hệ giữa Mục Lão và Long Tiêu Dao bắt đầu xấu dần vì Diệp Tịch Thủy. Mục Lão và Long Tiêu Dao đã có vài trận đấu kinh thiên động địa. Đúng là anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân mà. Hai người đàn ông xuất sắc nhưng lại chỉ có duy nhất một người con gái đủ xứng tầm. Sau khoảng 100 năm kết bạn đồng hành thì mối quan hệ giữa ba người chính thức tan ra. Long Tiêu Dao ở ẩn, Diệp Tịch Thủy sa đọa thành tà hồn sư. Trở lại học viện, Hoắc Vô Hạo bất ngờ nhìn thấy một cô gái che mặt. Mái tóc màu xanh rất dài giống với tóc của Vương Đông. Chỉ là tóc của Vương Đông lại ngắn như con trai. Thấy Hoắc Vũ Hậu, nàng ta lập tức quay người rời đi, khăn che mặt vô tình rơi ra ngoài. Hoắc Vũ Hậu cầm lấy chiếc khăn, định đưa trả lại cho mỹ nhân, nhưng vị mỹ nhân này lại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Cậu ta lập tức nhớ tới lời nói của Vương Đông rằng hắn có một người tỉ tỉ. Bỏ qua chuyện đó, Hoắc Vũ Hậu vui mừng đạp xe thật nhanh để trở về phòng gặp Vương Đông. Sau khi về tới thì chẳng thấy người ở đâu. Chỉ có một cái lược chải tóc và một tờ thông báo. Hỏi thăm chú lão sư thì cô lại không nói rõ ràng. Chỉ nói rằng tối mai sẽ gặp Vương Đông trong sự kiện Hải Thần Duyên. Hải Thần Duyên là một buổi hẹn hò chỉ dành cho đệ tử nội viện nhằm tạo ra nhiều cặp đôi hạnh phúc. Hoắc Vũ Hậu rất thắc mắc tại sao Vương Đông lại đi tham gia sự kiện đó. Một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi hẹn hò dành cho các cặp đôi cũng đến. Không khí vô cùng tấp nập và lộng lẫy. Vài trăm cái đèn lồng được thả lên trời, khiến bầu trời đêm cũng sáng rực rỡ. Các lão sư trong học viện không tham gia nhưng cũng có mặt để quan sát. Hoắc Vũ Hậu đứng trên một bông hoa sen. Việc đứng trên hoa tượng trưng cho việc tham dự, người con gái sẽ đứng phía đối diện và che mặt. Quần áo cũng giống nhau, nếu không dựa vào những thói quen thì khó mà phân biệt được. Chọn đúng người thì tỏ tình thành công, chọn sai người thì bị đá xuống hồ. Thái đầu kết đôi với cô bạn nhỏ Tiêu Tiêu. Về phía Hoắc Vũ Hậu, cậu ta đến tìm Vương Đông, nhưng lại vô tình tham gia rồi trở thành nhân vật chính. Đến khi Vương Đông lộ mặt, thì mới bất ngờ nhận ra người bạn chung phòng bấy lâu nay lại là nữ cải nam thành chàng. Cậu lấy dũng khí bước lên phía trước đối mặt, trong lòng tự trách bản thân quá ngốc,
bên nhau bao nhiêu năm lại không nhận ra được. Trong đa số trường hợp, nam chính chỉ cần dựa vào một lời nói hoặc một cử chỉ đã có thể suy luận ra ý đồ phía sau của kẻ thù hoặc đối thủ. Ấy vậy mà Vương Đồng để lại quá nhiều manh mối, đến mức phải trách cậu là đồ ngốc mà cậu vẫn chẳng biết một chút gì cả. Tình tiết rất là vô lý, nhưng ý đồ của tác giả chính là khoảnh khắc này đây. Sau đó cậu bắt đầu quỳ gối xuống tỏ tình. Nguyện sẽ mãi mãi bảo vệ nàng giống như năm xưa từng hứa với nhau. Lời hứa đó sẽ mãi mãi không thay đổi. Và đây không phải là một bộ phim drama hay chính kịch, nên chúng ta sẽ không thấy một yếu tố bất ngờ nào cả. Sau khi đã chính thức lộ mặt, các bạn có nhận ra khuôn mặt này giống với ai không? Đây là một phiên bản khác của Tiểu Vũ. Nàng ta cũng chính là cô gái mà Hoắc Vũ Hậu đã gặp lúc mới trở về học viện. Hai người nhanh chóng bay đến cạnh nhau, trao tặng cho nhau một nụ hôn và tặng cho các anh em một bữa cẩu lường. Tập phim đến đây là khép lại. Video của mình cũng dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả thân yêu.